Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát hành hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017 và là buổi phát hành lần thứ 2346 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt, chương trình phát hành hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nghiêm Sĩ Tuấn tại New Peters, California, Hoa Kỳ, trong lịch vàng 365 ngày năm 2017, đồng thời để vinh danh ông Trần Anh Kim, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Bảo Trân và Nguyên Khải. Doanh nghiệp sốt nặng về quy định mới cho phí bảo hiểm xã hội. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc các doanh nghiệp sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Trong khi các doanh nghiệp còn chưa biết bị sốc bởi mức đóng bảo hiểm xã hội hiện nay là 34%, thì kể từ năm 2018, các doanh nghiệp lại phải đóng tăng thêm chi phí theo quy định mới nữa. Như vậy, chi phí của các doanh nghiệp sẽ phình to, khiến tình trạng mất việc của giới công nhân có thể sẽ gia tăng. Theo nhiều nhà kinh doanh, quy định trên sẽ khiến các doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh, suy giảm lợi nhuận, đặc biệt những doanh nghiệp nhỏ và trung bình thì không thể chống đỡ nổi, có thể sẽ phải chết. Một số doanh nghiệp của nước ngoài có thể sẽ phải chuyển địa điểm đầu tư sang quốc gia khác. Cuối cùng, chính người lao động sẽ là đối tượng chịu hậu quả tai hại từ việc cắt giảm lao động của các doanh nghiệp và cũng đồng thời tạo thêm các vấn đề an sinh xã hội khác. Hơn 150 trẻ Việt Nam tại Anh Quốc lại mất tích sau khi được cứu khỏi giới buôn người. Theo một số tổ chức từ thiện tại Anh Quốc, thì ngày 13 tháng 10 vừa qua, cả trăm thiếu niên Việt Nam từng được giải cứu khỏi tay những kẻ buôn người đã biến mất khỏi các cơ quan chăm sóc nơi các em được gửi đến. Rất có thể nhiều em đã bị bắt lại làm nô lệ. Theo báo Times, kể từ năm 2015, hơn 150 thiếu niên Việt Nam tại Anh đã mất tích hẳn khỏi các nơi tạm trú và gần 90 em khác ở trong diện tạm thời mất tích. Theo Ủy ban Độc lập chống lạm dụng nô lệ của Anh, thì Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia có nhiều nạn nhân nhất rơi vào tay của các mạng lưới buôn nô lệ hiện đại. Trong số đó, hơn một nửa là trẻ vị thành niên. Các nạn nhân thường bị bóc lột sức lao động như trồng cây cần sa hoặc làm việc trong các tiệm làm móng tay. Cháy rừng tại Bắc California làm 34 người tử nạn. Một vụ cháy rừng lịch sử gồm rất nhiều đám cháy khác nhau hoành hành tại 8 quận hạt ở phía bắc tiểu bang California từ đầu tuần vừa qua, đến nay vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được. Theo lực lượng cứu hỏa của California, thì cho đến thứ Sáu 13 tháng 10 vừa qua, số người chết do vụ hỏa hoạn đã lên tới 34 người và hơn 250 người bị mất tích. Vụ cháy rừng này đã hủy hoại hơn 3.500 ngôi nhà trên diện tích rộng hơn 68.800 hecta, khiến 25.000 người dân phải di tản. Những nỗ lực dập lửa tuy đã có kết quả, nhưng ở phía nam của đám cháy, những cơn gió khô và nóng rất dễ làm hỏa hoạn bùng phát trở lại. Chính quyền địa phương hiện bắt đầu dự định đưa 25.000 người trở lại nhà. Đây là đợt cháy rừng gây nhiều thương vong nhất ở California kể từ năm 1933, với 29 người chết ở Griffith Park, Los Angeles. Bắc Hàn đang chuẩn bị bắn hỏa tiễn. Nhật báo Donga Ilbo ấn hành tại Seoul, Nam Hàn, số ra ngày 14 tháng 10 năm 2017, cho biết Bắc Hàn đang dự trù bắn hỏa tiễn vào thời điểm Hoa Kỳ và Nam Hàn tập trận chung từ ngày 16 tới ngày 26 tháng 10 năm 2017. Vì thế, Hoa Kỳ và Nam Hàn lo ngại Bắc Hàn sẽ thử loại hỏa tiễn liên lục địa Wason 14 hay 12 có tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ như vùng Alaska hay đảo Guam trong khu vực Thái Bình Dương. Tờ báo trên còn nêu lên một khả năng thứ ba, đó là Bắc Hàn sẽ thử nghiệm hỏa tiễn tầm trung Wason 13 có thể bắn sang tới bờ Tây nước Mỹ. Trước tình trạng căng thẳng đó, ngày 13 tháng 10, lực lượng không quân Mỹ trong vùng Thái Bình Dương cho biết họ đã điều động nhiều loại máy bay trực thăng, chiến đấu cơ đến Seoul
để dự triển lãm hàng không tổ chức tại Nam Hàn từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017. Các cường quốc lo ngại cho hiệp định hạt nhân Iran vừa bị Tổng thống Mỹ đe dọa. Ngày 13 tháng 10, trong bài phát biểu khoảng 20 phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối không chứng nhận với Quốc hội là Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Obama. Ông cho rằng đó là một thỏa thuận tệ hại nhất mà Washington từng ký kết với một nước ngoài. Cũng trong bài phát biểu này, ông Trump dành cho chính quyền Iran lời lẽ gay gắt nhất và đề nghị phải có những trừng phạt mới. Sau bài phát biểu này của ông Trump, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và các cường quốc đã từng kết ước với Iran, tất cả đều bày tỏ thái độ quan ngại và hy vọng rằng văn kiện quốc tế đã dày công thương thuyết nhằm ngăn chặn việc Iran sở hữu bom nguyên tử này sẽ được duy trì. Trái với lập trường của ông Trump, Liên Hiệp Quốc cũng như các quốc gia khác đã khẳng định rằng Iran hoàn toàn tôn trọng thỏa thuận đã được Iran và cộng đồng quốc tế thông qua năm 2015. Nga không ngần ngại tố cáo ông Trump đã tự cô lập Hoa Kỳ, còn Iran thì phản ứng dữ dội. Tổng thống Iran là Hassan Rouhani cho rằng Hoa Kỳ đã bị cô lập do thái độ chống Iran. Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an áp lực Miến Điện. Ngày 13 tháng 10 vừa qua, trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền của người Hồi giáo Rohingya, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng áp lực với chính quyền Miến Điện để người tị nạn Rohingya tại Bangladesh sớm được trở về nguyên quán, chấm dứt khủng hoảng nhân đạo. Ngoài ra, ông Annan còn yêu cầu quốc tế công nhận quy chế của người Rohingya và công nhận quyền được trở về nguyên quán của họ. Quốc tế không thể để cho người tị nạn Rohingya sống mãi trong các trại tạm cư ở Bangladesh. Một người Pháp được bầu làm tổng giám đốc UNESCO. Thứ Sáu 13 tháng 10, bà Audrey Azoulay, 45 tuổi, cựu tổng giám đốc Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp, đã được bầu làm tổng giám đốc UNESCO. Tại vòng cuối cùng cuộc bỏ phiếu, ứng cử viên Azoulay đã giành được 30 trên 58 phiếu, chiến thắng sích sao trước đối thủ người Qatar được 28 phiếu còn lại. Tuy nhiên, việc lựa chọn bà Azoulay sẽ phải chờ Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO họp lại ngày 10 tháng 10 năm 2017 tới đây thông qua. Việc bà Azoulay, gốc Do Thái, được bầu làm tổng giám đốc UNESCO là một minh chứng thuyết phục, bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng UNESCO chủ trương bài Do Thái. Trước quyết định của Hoa Kỳ và Israel rời bỏ UNESCO hôm thứ Năm 12 tháng 10, bà Azoulay lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên cần phải tham gia, thay vì rời bỏ tổ chức này trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Kính thưa quý thính giả, sau đây, phóng viên Hoàng Ân và Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời lại cho chị Hoàng Ân. Dạ cảm ơn chị Mỹ Linh. Trước hết, Hoàng Ân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin chào anh Trường An ạ. Trường An xin kính chào tới ngộ quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi và xin chào tới ngộ chị Hoàng Ân, kính thưa chị. Thưa anh Trường An, mấy ngày qua ở Việt Nam tình trạng lũ lụt cộng với việc xả lũ ồ ạt vô tội vạ đã khiến cho nhiều tỉnh thành của Việt Nam bị ngập lụt. Người dân tại những vùng này bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Hoàng Ân nghe tin tức mấy hôm nay mà buồn quá. Thưa anh Trường An, anh có thể nói rõ hơn về việc này không ạ? Thưa chị cùng quý thính giả của đài, mưa lớn cộng với việc xả lũ ồ ạt từ các đập chứa khiến các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa tiếp tục chìm sâu dưới làn nước lũ với hàng trăm ngàn mẫu ruộng bị mất trắng. Ngay tại Hà Nội, một đoạn đê dọc theo sông Bùi bị vỡ khiến huyện Chương Mỹ lâm vào cảnh tương tự như trận lụt hồi năm 2008. Tại tỉnh Thái Bình, vì hồ thủy điện Hòa Bình ồ ạt xả lũ khiến 30.000 mẫu ruộng lúa và 10.000 mẫu rau bị chìm dưới nước, có nguy cơ mất trắng. Tại tỉnh Nam Định cũng có hơn 40.000 mẫu ruộng và hoa màu bị ngập nặng, trong khi lúa đã trổ bông và rau quả sắp đến mức thu hoạch. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều huyện xã ở miền núi vẫn tiếp tục bị cô lập, trong khi mực nước vẫn tiếp tục dâng cao trên các sông lạch,
Trong khi đó, hôm 12 tháng 10, hơn 10 thước đê sông Bùi bị vỡ khiến huyện Chương Mỹ bị nhấn chìm trong biển nước, gia súc bị cuốn trôi khắp nơi. Điều đáng lo ngại là trong khi lũ lụt tiếp tục hoành hành tại miền Bắc, thì một cơn bão đang tiến vào biển Đông có tên quốc tế là Kanun. Nếu đúng theo dự đoán của cơ quan khí tượng thì bão Kanun sẽ đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam trong vài ngày tới, kính thưa chị. Dạ vâng, thưa anh, theo ghi nhận thì số nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ này khá cao đúng không thưa anh? Thưa chị và quý thính giả, đúng như vậy, số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến gần 60 người, chưa kể những người mất tích do nước cuốn. Cơn lũ hung hãn cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng, để lại bao tang thương cho người dân sống tại nhiều tỉnh thành. Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa là những tỉnh thành chịu thiệt hại nhiều nhất. Tính đến nay đã có 54 người chết và 39 người mất tích, kính thưa chị. Đã thế còn thiệt hại về tài sản của người dân thì như thế nào ạ? Thưa chị và quý thính giả của đài, được biết gần 200 căn nhà bị sập hoàn toàn, khoảng 2.000 căn nhà buộc phải di dời và hơn 30.000 căn nhà ngập hoàn toàn trong nước. Trận lũ cũng đã làm thiệt hại hàng chục ngàn hecta hoa màu đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Bên cạnh đó, nước lũ đã làm chết hơn 13.000 gia súc, trong đó có 8.000 con heo tại một trại ở Thanh Hóa và cuốn trôi hàng trăm ngàn con gia cầm của nông dân, kính thưa chị. Dạ vâng. Thưa anh Trường An, trong khi dư luận vẫn còn xôn xao về vụ chạy ghế đại biểu Quốc hội với giá 1,5 triệu Mỹ Kim, thì vào cuối tuần qua, một phụ nữ khác cũng đang bị áp lực phải từ chức với cáo buộc tham nhũng. Anh có thể nói rõ hơn về việc này không ạ? Dạ vâng, nạn nhân mới nhất trong chiến dịch thanh trừng của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là bà Phan Thị Mỹ Thanh, đang nắm ghế Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai kiêm đại biểu Quốc hội. Theo cáo buộc của cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thì bà Thanh đã có những hành vi tham nhũng và vi phạm nội quy của đảng. Tờ báo Tuổi Trẻ dẫn chứng là bà ta đang nắm chức Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai kiêm Bí thư huyện Nhân Trạch. Bà Thanh đã phụ tá cho người chồng để điều hành một công ty mua bán bất động sản. Thế nhưng sau mấy năm làm ăn, bà Thanh lại được thăng chức Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh này, kính thưa chị. Thưa anh Trường An, còn việc bạo quyền tỉnh Nghệ An dùng côn đồ đàn áp giáo dân Đông Kiều thì chuyện này như thế nào ạ? Thưa chị và quý thính giả của đài, một phụ nữ cho biết là vào tối Chủ nhật vừa qua, một nhóm côn đồ bịt mặt đã dùng ống sắt và gạch đá ném tới tấp vào tư gia. Bà đã gọi điện thoại cầu cứu công an xã, nhưng vài giờ sau họ mới kéo đến và chỉ hứa hẹn sẽ điều tra. Vài ngày trước đó, quán cà phê của bà này cũng bị đập phá và ném đá lên bàn thờ. Các vụ tấn công giáo dân đã được giới linh mục giáo phận ghi rõ trong đơn tố cáo gửi lên nhà cầm quyền địa phương, nhưng không hề nhận được hồi âm, kính thưa chị. Dạ, thế còn việc phó chủ tịch xã bị bắn chết trong rẫy cà phê là sao thưa anh? Thưa chị và quý thính giả, công an tỉnh Lâm Đồng vào hôm qua loan báo là họ đã bắt được hung thủ bắn chết ông Đinh Tiến Sang, 48 tuổi, phó chủ tịch xã Phi Liên, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Theo loan báo của công an, thì án mạng diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 10, khi ông Sang đang đi thăm rẫy cà phê của mình. Nghi can mà công an bắt giữ là ông Bùi Văn Dũng, 50 tuổi, đã đến cư ngụ và làm ăn tại xã Phi Liên suốt 10 năm qua. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào dẫn đến vụ bắn chết ông Đinh Tiến Sang. Một diễn biến khác thì Bộ Công an tiết lộ là từ 2 năm qua, họ không hề tuyển mộ thêm bất cứ thành viên nào. Tuy nhiên, không nói rõ là hiện có bao nhiêu người đang phục vụ trong lực lượng còn đảng còn tiền này. Xin được nhắc lại, theo các số liệu chính thức thì có hơn 3 triệu công chức đang làm việc trong 3 quận máy hành chánh là đảng, nhà nước và mặt trận. Ngoài ra theo ước tính thì phải có từ 2 đến 3 triệu người khác đang phục vụ trong ngành công an và quân đội. Có nghĩa là tại đất nước Việt Nam với dân số 90 triệu hiện đang có khoảng 6 triệu người đang lãnh lương từ tiền thuế của dân, kính thưa chị. Dạ vâng, Hoàng Ân xin cảm ơn phóng viên Trường An đã đến với buổi hội luận ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt anh và xin chào tạm biệt quý thính giả của đài. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Và một lần nữa Trường An xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng An. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, hôm 2 tháng 10 vừa qua,
Bộ Công an Việt Nam đã công khai quyết định bãi hết các chức vụ đối với ông Thiếu tướng Công an Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Phó lãnh đạo Tổng cục Chính trị Bộ Công an. Vụ bãi chức công khai này đã lôi cuốn sự chú ý của dư luận, bởi ông Thiếu tướng Công an Trương Giang Long chính là diễn giả trong một video clip đã gây bão trên Internet cách đây 6 tháng. Trong video clip này, bên cạnh những biểu hiện về nhận thức còn rất ngô nghê, hủ lậu, thậm chí phản tiến bộ về chính trị, nhân quyền, dân chủ, như thường thấy ở các cán bộ cộng sản bị đầu độc lâu năm, ông tướng Trương Giang Long đã nói thẳng với các cử tọa cấp dưới rằng, Trung Cộng luôn luôn là một kẻ xấu, xin trích, không bao giờ từ bỏ giả tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta tại Biển Đông. Câu chuyện chỉ là bao giờ họ sẽ lấy và sẽ lấy bằng cách nào thôi. Hết trích. Ông Long còn lên tiếng báo động rằng, Trung Cộng đã cài cắm rất nhiều gián điệp vào rất sâu trong bộ máy chính quyền. Xin trích. Đang khống chế chúng ta rất là kinh khủng. Hết trích. Đặc biệt hơn, ông Long đã tỏ ra thất vọng với đảng Cộng sản Hồ Tào vì mãi đến Đại hội 12, đảng này, xin trích, mới bừng tỉnh, mới ghi vào trong nghị quyết là mọi chủ trương, đường lối đối ngoại đều phải lấy lợi ích dân tộc làm trọng. Hết trích. Căn cứ vào hai yếu tố, thời điểm bãi chức, chỉ một ngày sau Quốc khánh Trung Cộng và những quan điểm vừa nêu của ông Long, chúng ta có thể nghĩ nhiều đến khả năng việc bãi chức ông Long là hành động của bọn lãnh đạo đầu sỏ bán nước, muốn thanh trừng, trấn áp các sự thức tỉnh, phản tỉnh, chống Trung Cộng, chống Cộng sản, đang đâm chồi, nảy nở trong lực lượng công an Việt Nam. Xem thêm một số yếu tố khác, chúng ta cũng thấy việc bãi chức ông Thiếu tướng Trương Giang Long là sự kiện rất bất thường. Thứ nhất, ông Long không có vấn đề gì về sức khỏe để không thể tiếp tục tại nhiệm. Thứ hai, về mặt nhiệm kỳ, ông Long chưa làm hết một nhiệm kỳ 5 năm của Giám đốc Học viện. Không những thế, ông Long còn chính là người đã sáng lập và xây dựng Học viện Chính trị Công an mới cách đây 3 năm. Chỉ khi phạm những khuyết điểm rất nặng hoặc có những lý do rất đặc biệt, một Giám đốc Học viện như ông Long mới có thể bị bãi chức giữa chừng. Thứ ba, về quá trình làm việc và thành tích công tác trước khi xuất hiện video clip đã nói, ông Trương Giang Long hoàn toàn thuộc mẫu cán bộ cộng sản nòi, luôn luôn răm rắp tuân phục đường lối của đảng Hồ Tào. Mới tháng 7 năm ngoái, 2016, bọn cầm quyền chấp bu còn ghi nhận ông Long đã có, xin trích, những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng ở nhiều cương vị, công tác khác nhau. Hết trích. Và trao cho ông Long huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Thế nhưng, đến nay, chỉ hơn một năm sau, ông Trương Giang Long đã phải nhận quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí, tức bị cắt mọi chức vụ ngay lập tức. Chúng ta thử cùng nhìn lại nhân thân và con đường hoạn lộ của tướng Công an Cộng sản Trương Giang Long để thấy những biến chuyển tiến bộ có thể rất bất ngờ đang ấp ủ trong lòng một chế độ phản động, hèn với giặc, ác với dân. Giống như đa phần công an cộng sản, ông Long xuất thân từ một gia đình nghèo khổ tại vùng quê nghèo Nga Sơn, Thanh Hóa. Do bị tuyên truyền đầu độc, lừa mị, ông Long xung phong đi lính cộng sản năm 1971, khi mới 16 tuổi, để vào Nam đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi xuất khỏi quân đội, ông Long được mật tuyển vào công an và được học Đại học Dân sự để dễ dàng thâm nhập khu vực dân sự tại miền Nam sau 75. Nhiệm vụ này của ông Long được gọi là công an đơn tuyến, một loại gián điệp nội bộ của Cộng sản. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Long được cài vào giảng dạy trong các trường đại học tại miền Nam, mà thực chất để thực hiện nhiệm vụ nằm vùng cho công an trong các trường đại học. Vị trí cao nhất của ông Long trong ngành giáo dục là giáo sư trưởng khoa triết học xã hội của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, ông Long được điều về nắm chức
trưởng đại diện thường trú của tạp chí Cộng sản tại Sài Gòn. Năm 2008, ông Long tiếp tục được thăng chức trở thành phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Ông Long đã được bọn chóp bu Cộng sản công khai tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 và được bí mật trao tặng huân chương quân công hạng 3 cho thành tích của một công an đơn tuyến. Năm 2013, ông Long chính thức được xuất lộ tông tích là đại tá an ninh và được điều về Bộ Công an nắm chức Phó Tổng Cục trưởng Cục Chính trị. Năm 2014, ông Long được giao nhiệm vụ thành lập Học viện Chính trị Công an và giữ chức Giám đốc Học viện này cho tới ngày 2 tháng 10 vừa qua. Tới nay, chúng ta chưa thể biết nhận thức của tướng Công an Trương Giang Long đã biến đổi, tiến bộ thêm ra sao. Nhưng chỉ căn cứ vào những gì ông đã biểu hiện trong video clip nổi tiếng và sự bãi chức đột ngột, bí hiểm của ông, chúng ta có thể tin rằng ông là một chứng cứ thêm cho thấy trong lực lượng công an và quân đội đang có những trăn trở, biến chuyển, phản tỉnh âm thầm để chống lại đường lối độc tài, bán nước, hèn với giặc, ác với dân của bọn chóp bu Cộng sản Hồ Tào. Những biến chuyển, thức tỉnh này luôn được nhân dân mong đợi, tri ân và sẽ được lịch sử ghi nhớ đời đời. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí của mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Đóng góp tài chánh được giảm trừ thuế lợi tức. Quý vị ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882, San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện. Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, sự kiện chính trị được nhiều quý thính giả quan tâm nhất thể hiện qua cái số lượng thư từ về đài của chúng tôi, đó là Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kéo dài hơn một tuần và kết thúc vào thứ tư vừa qua. Cái điều quan tâm trước nhất là tính cách đầu voi đuôi chuột chữ mà một thính giả đó là bà Tường Thi ở Hà Nội đã dùng. Chúng tôi xin trích thư của bà như sau. Trong diễn văn khai mạc hội nghị đăng trên báo chí thì ông Tổng Trọng nêu ra bao nhiêu là mục tiêu to lớn, nào là cải thiện kinh tế, tài chánh, ngân sách, nào là chăm lo sức khỏe nhân dân, nào là tinh giản hiệu quả bộ máy chính trị, nhưng cuối cùng thì chỉ có cái vụ thay thế bí thư Thành ủy Đà Nẵng là được đảng loan báo rùm beng như là một cái chiến công ghê gớm, còn chẳng thấy đâu là các thành quả cụ thể khác. Thật đúng là đầu voi đuôi chuột. Tương tự như vậy thì chúng tôi cũng nhận được thư của bà Nguyễn Thị Nhung ở Hội An cũng nêu lên cái nhận xét tương tự và viết như sau. Hội nghị Trung ương 6 có vẻ chỉ chú trọng vào các mục tiêu đổi mới, sắp xếp lại bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả. Nhưng ngay cả mục tiêu này thì cũng chỉ thấy có quyết định cụ thể là kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và cử ông Trương Quang Nghĩa thay thế ông Anh trong cái chức vụ bí thư Thành ủy Đà Nẵng mà thôi. Bao nhiêu tiền thuế của dân dùng vào việc tổ chức hội nghị này thật là lãng phí. Thưa bà Tường Thi và thưa bà Nhung, vâng, những nhận xét của quý bà rất chí lý. Các mục
tiêu như cải thiện kinh tế, ngân sách, tài chính cũng như chăm lo sức khỏe của người dân v.v. chỉ là để làm màn, làm quảng cáo thôi. Mục tiêu chính của cái hội nghị trung ương 6 kỳ này, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong cái lời phát biểu khai mạc cũng như trong các phát biểu khác ở hội nghị, là đổi mới, làm gọn nhẹ và hữu hiệu hóa bộ máy chính trị. Thế nhưng cũng như tệ trạng tham nhũng, sự cồng kềnh, kém hiệu quả của bộ máy chính trị Việt Nam là hậu quả tất yếu của cái tình trạng Cộng sản Việt Nam độc quyền làm chủ đất nước. Sự việc này đã được phân tích cặn kẽ trong cái bài quan điểm mà đài chúng tôi đã phát hôm thứ Sáu vừa qua. Liên quan đến cái quyết định thay đổi nhân sự của Hội nghị Trung ương 6, chúng tôi nhận được thư của ông Vũ Quang ở Phủ Lý, Nam Định. Ông viết thế này: việc ông Trương Quang Nghĩa thay thế ông Nguyễn Xuân Anh làm bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã được cả bộ máy tuyên truyền của Đảng đề cao. Nhưng với cái thành tích của ông khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải qua việc giải quyết sân góp của quân đội ở phi trường Tân Sơn Nhất, thì liệu ông có làm tốt nhiệm vụ mới này không? Thưa ông Vũ Quang, việc ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa không ủng hộ cái đề án lấy sân góp quân đội để nới rộng phi trường Tân Sơn Nhất đã có dư luận cho rằng là do ảnh hưởng của người anh ruột, tức là Thượng tướng Trương Quang Khánh. Ông Khánh đã từng làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiều năm, tuy nhiên điểm chính ở đây là cái việc chỉ định công tác, ủy thác chức vụ trong cái xã hội Việt Nam ngày nay không dựa vào cái kiến thức, khả năng chuyên môn hay đức độ, mà hoàn toàn dựa vào liên hệ phe nhóm và trọng lượng cái kích cỡ các cái phong bì ở các cấp trong đảng mà thôi. Vì vậy chúng ta không có trông đợi gì ở những nhân vật như ông Tân Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng này. Cũng liên quan đến Hội nghị Trung ương 6, chúng tôi cũng nhận được thư của bà Thu Hồng ở Huế nêu lên một cái sự kiện rất lý thú. Chúng tôi xin trích: trong phát biểu kết thúc hội nghị khi nêu thành tích của Đảng Cộng sản đạt được trong cái thời gian qua, ông Trọng đã nói nguyên văn như sau: quan hệ đối ngoại được mở rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam trên đường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đọc câu này, tôi thắc mắc là ông Trọng chắc đã quên cái vụ nước Đức đã tạm ngưng đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất hai nhân viên sứ quán Việt Nam ở Berlin sau vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Hay là ông cho rằng nhân dân Việt Nam không biết gì về các cái biện pháp trừng phạt của Đức? Thưa bà Thu Hồng, chúng tôi không nghĩ là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quên hoặc là nghĩ là dân chúng Việt Nam không biết sự vụ này, mà là ông Trọng đã hành xử theo đúng cái bản chất của một cán bộ Cộng sản cho bù khóa như con vẹt, chỉ nhằm tuyên truyền bịp bợm. Cũng vì nói như con vẹt, tuyên truyền láo khoét, nên ông Trọng đã phớt lờ cái việc nhà cầm quyền Campuchia vừa tịch thu giấy tờ và đòi đuổi về Việt Nam hơn 70.000 người miền gốc Việt. Nếu uy tín và vị thế của Việt Nam thật sự càng ngày càng cao như ông Trọng tuyên bố, thì chắc chắn một cái nước vốn dĩ là đàn em sát nách như Campuchia đã không dám hành xử như vậy. Thưa quý thính giả, ngoài cái vụ hội nghị trung ương, chúng tôi còn nhận được một số thư của thính giả nếu thắc mắc vụ tướng công an Trương Giang Long bị giải nhiệm. Các lá thư này đều nêu đến câu hỏi tương tự như câu hỏi trong cái thư của ông Đoàn Ngọc Khôi ở Buôn Mê Thuật. Tôi xin trích: tôi rất ngạc nhiên khi đọc tin thiếu tướng Trương Giang Long bị cho nghỉ hưu khi ông chỉ mới 62 tuổi, đã và đang giữ nhiệm vụ quan trọng và đã lập nhiều chiến công, được tuyên dương nhiều lần. Phải chăng có bí ẩn gì trong việc này? Thưa ông Khôi, đúng như ông dự đoán, tướng Long bị giải nhiệm vì đã có những lời phát biểu tố cáo và lên án mạnh mẽ dã tâm của Trung Cộng trong cái việc xâm chiếm Việt Nam. Hành động này đã đi ngược lại chủ trương của thành phần chóp bu Đảng Cộng sản. Toàn bộ cái sự việc này đã được tác giả Tiến Văn phân tích cặn kẽ trong chuyên mục Nói với người Cộng sản vừa phát liền trước mục Trả lời thư tín này. Chắc ông Khôi cũng vừa nghe. Nhân đây chúng tôi cũng chân thành cảm ơn những thính giả từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Bến Tre, Hậu Giang đã gọi điện thoại thông báo khi bắt được làn sóng phát thanh vào lúc 8:30 tối. Chúng tôi cũng cảm ơn một vị chức sắc cao đài ở Boston cho biết đã theo dõi chương trình phát thanh đều đặn hàng ngày. Xin quý thính giả tiếp tục gửi cho chúng tôi những ý kiến đóng góp và giới thiệu cho bà con cũng như thân hữu cùng nghe đài. Vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng mục Trả lời thư tín tại đây.
chân thành cảm ơn quý thính giả. Trân trọng kính chào Đàm Gia. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Anh Kim, sinh năm 1949, bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2015 với bản án 13 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù chỉ vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.